Nhà hàng Lâm Ký tại vùng Capramata đang cần tuyển on router or supervisor. Thời gian làm việc từ 2 đến 4 ngày một tuần, trong đó ứng viên phải làm được ít nhất một ngày cuối tuần. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc, Ứng viên có tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế, lương cao xứng đáng với năng lực, môi trường làm việc vui vẻ, đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau. Liên hệ anh Cường theo số điện thoại cộng 61 406 141 429 để đăng ký ứng tuyển hoặc gửi CV xin việc về địa chỉ email ni underscore võ at hotmail.com. Hy vọng là những thông tin tuyển dụng mà Thu Thủy vừa giới thiệu sẽ giúp cho quý vị có một công việc như mong đợi. Quý vị cũng đừng quên like, share, subscribe và nhấn biểu tượng chuông kênh YouTube Tamedia Job Network để cập nhật nhiều thông tin việc làm hữu ích. Nếu như quý vị cần đăng tin tuyển dụng, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại cộng 61 884 440 hoặc số điện thoại cộng 61 2721 1521 hoặc có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info at tv Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!